ngày xưa, trên ngọn núi cao có vị ẩn sĩ tu luyện tinh thông, tấm lòng thiện lương. Thi thoảng, ẩn sĩ mới xuống núi bán than để đổi lấy lương thực. Tôi chỉ chờ than của bác mới mua, vì than của bác cháy đượm rất tốt, không làm cẩu thả như những người khác. Cảm ơn ông đã ủng hộ. Tôi cũng chỉ vài tháng mới xuống núi một lần để bán than. May có nhờ ông là khách quen nên ít bị ế hàng. Làm gì có chuyện ế, ở đây ai cũng muốn mua than của bác cả. Chẳng qua bác ít xuống núi nên mọi người đành mua chỗ khác. Nhưng nói thật á, không ai làm hàng và bán hàng có tâm như bác. Dạ, bất đắc dĩ tôi mới phải xuống núi thế này. Nôm bác vẫn trẻ khỏe mà sống ẩn dật trên núi gì vậy? Thà chuyển xuống làng đây ở hẳn cho vui, có bạn bè hàng xóm, nhỏ đâu có chuyện gì còn có người qua lại giúp đỡ. Thực tình tôi đã quen với cuộc sống trên núi rồi, về đây có lẽ tôi không chịu được, lại nhớ mà quay về núi thôi. Với lại trên đó còn có những người khó khăn cơ nhỡ cần tôi giúp đỡ, họ khổ lắm. Ê, bác đúng là người lạ kỳ thật, lo chuyện bao đồng, bác làm sao lo hết cuộc đời của họ. Tốt nhất về làng mà ở cho an toàn. À, đợt này bác có mang thuốc xuống bán không? Tôi chỉ chế ít thuốc bổ, nhưng đã biếu bà lão đầu làng. Nếu ông cần thì để mấy tháng sau tôi chế xong, tôi mang xuống cho. Là tôi hỏi thế thôi, lần sau nếu có, bác để lại cho tôi ít thuốc bổ nha. Vâng, thế tôi chào ông, tôi về đi. Vâng, chào bác. Xin hỏi đó có phải là người bán than trên núi tên Thịnh không? Vâng, đúng rồi. Nhưng bác ấy cũng không hẳn là người bán than đâu. Chỉ khi nào trên núi thiếu đồ, bác ấy mới mang than xuống bán để đổi chút ít lương thực. Bác ấy giờ là ẩn sĩ, quanh năm chỉ sống trên núi thôi. Chính là anh ta, người ta cần tìm đây rồi. Vị ẩn sĩ nương nhờ trong ngôi đền thần Quan Đế, ngày ngày chăm lo và lau chùi, quét dọn đền thờ cẩn thận. Ta là thần Quan Đế, người mà hàng ngày người vẫn chăm sóc lau dọn đây. Vâng, chẳng hay thần có điều gì cần nhắc nhở con mà phải trực tiếp đến gặp con thế này. Ta đến đây để báo cho ông biết, ngày mai là ngày chết của ông. Hả? Thần vừa nói gì ạ? Ngày mai con sẽ phải chết ư? Có một tên cướp là Chu Thần sẽ cưỡi ngựa trắng tới để trả thù ân oán với người từ kiếp trước chưa trả. Thật vậy sao? Xin thần là người bề cao nhìn rõ mọi sự, xin hãy chỉ đường chỉ lối cho con với ạ. Số mệnh đã định ngày chết của ông đã tới, có muốn ông cũng không thể nào lẩn trốn được. Thần ơi, mong ngài thương lấy con. Đời này con thường làm việc thiện, chưa làm điều ác với ai bao giờ, xin hãy cứu giúp con với. Có phải con vừa gặp ngài trong giấc mộng không vậy? Điều ngài báo trong mộng đều có phải là thật? Rốt cuộc chuyện đó là thật hay hư? Tại sao bỗng dưng ta lại mơ một giấc mơ kỳ lạ đến vậy? Trời ơi, có tiếng ngựa hí bên ngoài. Không lẽ giấc mơ đêm qua là có thật? Ta là thần Quan Đế, người mà hàng ngày người vẫn chăm sóc lau dọn đây. Vâng, chẳng hay thần có điều gì cần nhắc nhở con mà phải trực tiếp đến gặp con thế này. Ta đến đây để báo cho ông biết, ngày mai là ngày chết của ông. Hả? Thần vừa nói gì ạ? Ngày mai con sẽ phải chết ư? Có một tên cướp là Chu Thần sẽ cưỡi ngựa trắng tới để trả thù ân oán với người từ kiếp trước chưa trả.
mau đưa ta đến chỗ có tiền vàng và phụ nữ ẩn náu. Đi nhanh lên, nếu không ta đâm chết bây giờ. Quả là giấc mơ đêm qua có thật. Đằng nào thì hôm nay cũng là ngày tận số của ta. Chẳng lẽ ta lại để tên cướp này điều khiển theo đúng ý của hắn? Có khác gì ta tiếp tay cho hắn làm điều càng quấy? Ngươi đừng hòng âm mưu điều gì. Chỉ cần bước dây động rừng nhỏ như sợi tơ, ta cũng biết được. Nếu đã hết mệnh thì coi như duyên trần của ta đến đây chấm dứt. Nhưng trước khi chết lại giúp tên cướp lấy tiền và hãm hại phụ nữ thì chẳng phải tội nghiệp càng nặng thêm hay sao? Nếu ông đã muốn giết tôi thì xin ông cứ làm. Còn có chết tôi cũng không dẫn đường cho ông đi làm việc càng quấy được. Cái gì? Sắp chết mà còn thi gan sao? Ngươi đừng nghĩ ta chỉ dọa ngươi. Dẫn ta đến chỗ ta cần đến ngay lập tức. Tôi không thể. Có đi không thì bảo. Nếu không đừng trách ta ra tay tàn độc. Tôi biết việc ông đến đây mục đích chính là để giết tôi. Chẳng phải ông là Chu Thân đó sao? Gì cơ? Sao ông biết tên ta? Tôi vì oán xưa nên mới bị ông tìm đến và muốn giết. Nếu như thế mà giải oan thì ông cứ giết tôi là được. Hà cớ gì ông lại muốn tôi dẫn đường tìm đến những người vô tội khác để hại họ? Họ có tội tình gì đâu. Ông thực tình đêm qua tôi có mộng gặp thần quan đế. Ngài về báo mộng cho tôi biết hôm nay kiểu gì tôi cũng bị một người tên là Chu Thần đến để trả thù ân oán từ kiếp trước. Kiếp trước nếu tôi có tội với ông thì mình tôi xin chịu, coi như ân oán hai ta kết thúc. Nhưng ông mà đi giết hại những người khác thì lại gieo ân oán cho kiếp sau. Chẳng những thế còn hại đến thân ông. Cứ ân oán tương báo hết kiếp này đến kiếp khác thì biết đến bao giờ mới dừng lại. Ông nói phải lắm. Thảo nào dưới núi ai ai cũng ca ngợi ông hết lời. Này có những lời này của ông khiến tôi sáng mắt sáng lòng. Coi như nghiệp ân oán của chúng ta từ nay xí xóa. Ông cho tôi bái thần xong thì tôi xuống núi. Việc thần báo của tên cướp đến thì đã rõ. Nhưng việc thần báo nhất định hôm nay ta phải chết. Có lẩn trốn cũng không được. Nhưng sao đến giờ này cũng muộn sắp hết ngày rồi, chưa thấy việc gì xảy đến nữa. Chúc mừng con đã qua kiếp nạn. Nghĩa là thế nào ạ? Con vẫn chưa hiểu ý ngài. Đáng lẽ hôm qua là ngày cuối vận mệnh của con ở kiếp này, nhưng con đã tự cứu chính mình và còn giúp tên cướp tự cứu chính hắn nữa. Một khi tâm sinh thiện niệm thì có thể cải biến được vận mệnh. Con hiểu ý ta rồi chứ? Thì ra là thế. Con đổi ơn ngài đã chỉ dạy cho con. Từ đó vị ẩn sĩ sống bình yên trong ngôi đền, ngày ngày tu luyện tinh tấn bình yên cho đến cuối đời, và mãi mãi tâm niệm điều vị thần quan đế truyền dạy. Một khi sinh thiện niệm thì có thể cải biến được vận mệnh. Người làm công kỳ lạ. Lâu lắm rồi ba đứa mình mới có dịp ngồi uống bia với nhau. Cũng phải 6 năm rồi ấy chứ. Toàn, đợt này cậu đang làm gì vậy? Tớ vừa đi nước ngoài về, tớ đang chuẩn bị mở công ty. Ồ, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Có gì đâu, thế còn cậu, cậu đang làm gì? Tớ ý hả? Tớ đang làm luật sư. Chà, hay đó nha. Mấy nữa tớ có mở công ty nhờ cậu quân sư giúp nhé. Đồng ý luôn. Thế còn Vương, hiện giờ cậu đang làm gì? Tớ đang làm nhân viên sale. Vậy hả? Cậu tốt nghiệp trường gì vậy? Tớ tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh. Cử nhân quản trị kinh doanh thì việc gì phải đi làm sale? Thôi, đợi mấy bữa nữa tớ mở công ty rồi về làm với tớ. Đúng rồi đấy, mấy bữa nữa cậu sang làm cho Toàn đi. Làm chỗ bạn bè bao giờ cũng được ưu ái hơn mà. Thằng Luân với thằng Toàn là hai đứa học dốt nhất lớp. Trước đây đi học lúc nào cũng tôn trọng mình, vì mình là lớp trưởng.
Còn bây giờ chúng lại tỏ ra coi thường mình. Cũng đúng thôi. Bây giờ chúng đứa nào cũng hơn mình. Đứa làm luật sư, đứa thì chuẩn bị mở công ty mới, trong khi mình chỉ là một nhân viên sale đi làm thuê, không chức vụ, chức danh gì cả. Vương, Vương, điện thoại của cậu kìa. Alo, công ty xuất nhập khẩu NGB xin nghe. Vương, cậu hôm nay làm sao thế? Cả buổi chẳng nói câu nào, khách gọi điện tới cần tư vấn, cậu cũng không nghe máy. Dạ, tôi yêu cầu cậu cần chấn chỉnh lại cách làm việc nhé. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu có thể xin nghỉ. Vâng, em xin lỗi sếp à. Chà, bị sếp mắng xong làm việc tích cực ghê. Thôi, đến giờ về rồi. Về thôi Vương. Gì thế này, cậu định chuyển việc à? Doanh thu tháng trước của cậu cũng rất cao mà. Cậu cũng được vào chính thức rồi. Sao cậu lại định chuyển việc? Không phải sếp mắng một câu mà định chuyển việc đấy chứ? Không phải. Vì tớ học quản trị kinh doanh mà bây giờ đi làm nhân viên sale, trong khi bạn bè tớ bây giờ đứa nào cũng thành công và có địa vị trong xã hội. Có sao đâu, mọi vị trí công việc đều giúp mình tích lũy kinh nghiệm khác nhau mà. Thôi, tớ khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi xin nghỉ. Ừ, tớ sẽ suy nghĩ kỹ mà. Cậu đừng nói vai nhé. Ừ. Chào anh. Ồ, Vương à, đây là đơn hàng của khách cần ngay trong sáng nay. Anh chuyển hàng vào xe cho khách này trước giúp em nhé. Ừ, được rồi. Mọi người khẩn trương nhé, còn rất nhiều đơn hàng nữa trong sáng nay. Chà, hôm nay đội bốc vác đông đảo thế anh. Ừ, anh mới tuyển thêm một đội 5 người đấy. Công ty mình mới may đồng phục cho nhân viên lao động lúc nào mà em không biết nhỉ? Đâu có, công ty mình có may đồng phục bao giờ đâu. Em thấy chú vừa đi qua mặc bộ quần áo đồng phục đó thôi. Trên túi áo chú còn có thêu tên là Nguyễn Tiến Đạt mà. À, chú kia hả? Đó là bộ trang phục chú ấy tự may đó. Hôm chú mới tới anh cũng ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết đó là chú ấy tự may. Chú ấy tự may à? Ừ. Chú ơi, chỉ cần xếp hàng vào kho là được mà. Không cần phải xếp hàng thẳng làm gì đâu chú. Máy nữa đằng nào cũng chuyển ra xe cho khách mà. Xếp ngay ngắn thẳng hàng vẫn tốt hơn chứ cháu. Chú ơi, cháu có thể ngồi đây được không ạ? À, được chứ, cháu ngồi đi. Chú tự nấu cơm mang đi ạ? Ừ, chú dậy từ sáng sớm để nấu cơm đấy. Cháu cứ ăn tự nhiên nha. Chú ơi, lần sau chú không phải dậy sớm nấu cơm cho vất vả làm gì. Công ty mình có nấu cơm cho nhân viên đấy. Chú ra quầy thức ăn, họ sẽ phát cơm cho chú. Ồ, chú biết mà. Nhưng mà đợi lâu mất thời gian nên chú tự mang cơm đi. Buổi trưa chú có việc gì gấp à? Ồ không, chú không muốn đợi cơm thôi. Thời gian đó chú có thể tranh thủ đi nghỉ ngơi, để lấy sức, để chịu bắt đầu làm việc luôn. Thôi, cháu ở lại ăn sao nhé. Chú phải vào nghỉ ngơi đây, lát nữa đến giờ còn vào làm việc. Đơn hàng hôm nay anh nhé. Ừ, cứ để đấy cho anh. Anh ơi, chú mà tự may quần áo đồng phục cho mình hôm nay nghỉ làm à? Em muốn nhắc đến chú Đạt ấy hả? Chú ấy nghỉ hẳn rồi. Sao chú ấy lại nghỉ hả anh? À, đội bốc vác của chú Đạt chỉ làm thời vụ thôi, nên hết mùa thì nghỉ. Chỉ làm thời vụ thôi à? Ừ, sao em hỏi chú ấy có chuyện gì à? Dạ, không ạ. Chỉ là em thấy ấn tượng về chú ấy, một người có những đặc điểm rất kỳ lạ. Chú ấy không phải là người kỳ lạ đâu. Đó là do cách chú ấy thể hiện sự tôn trọng với công việc của mình, nên mọi người mới thấy kỳ lạ đó. Tôn trọng công việc à? Phải. Từ cách chú ấy tự may bộ quần áo đồng phục để thể hiện sự chuyên nghiệp, đến cách xếp hàng trong kho cũng phải chuẩn chỉ sao cho gọn gàng, ngăn nắp, không bao giờ đi muộn, và trong giờ làm việc không bao giờ nói chuyện với ai. Đó là chú ấy thể hiện sự tôn trọng của mình với công việc. Chứ sau giờ làm, chú ấy rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Mặc dù chú ấy bây giờ không còn làm ở đây nữa, nhưng anh tin dù chú ấy làm ở đâu thì ông chủ nào cũng đều hài lòng và tôn trọng chú ấy.
người làm công kỳ lạ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Tôi hiểu ra một điều rằng, sự tôn trọng không đến từ công việc chúng ta đang làm, mà nó đến từ cách mà chúng ta đang làm với công việc đó. Tôi bắt đầu đặt ra những nguyên tắc trong công việc và thực hiện nó bằng tất cả trách nhiệm và sự nghiêm túc của mình. Bộ quần áo mới của mẹ. Con bảo đợt này không về được mà về chẳng báo với mẹ một tiếng. Con muốn làm mẹ bất ngờ mà. Cha bố cô. Thôi, vào nhà đi con, kẻo nắng. Alo, An à, tôi đây. Ê, đi shopping với tôi đi. Tôi vừa mới tìm thấy được chỗ hàng thiết kế đẹp lắm. Thế á, cơ mà tôi lại vừa về quê mất rồi. Hay là đợi mai tôi lên rồi tôi với bà cùng đi nhé. Ừ, thế cũng được. Nhớ nha. Ừ, nhớ, thế nhé. Sáng dậy mãi ra bến xe cho kịp giờ nên chưa kịp ăn gì. Đói quá. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơ, mẹ đi đâu rồi nhỉ? Cái mình mới về à chị? Ừ, cháu nó mới về chơi. Tôi chạy ù ra chợ mua ít đồ ngon ngon cho con bé. Con bé càng lớn càng xinh chị nhỉ? Lại còn giỏi giang nữa. Khổ. Con bé nó bận lắm, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi về chơi với gia đình, toàn phải tranh thủ thôi cô ạ. Bận thế thì nó mới kiếm được tiền chị à. Mà con bé thiết kế thời trang có khác, ăn mặc lúc nào cũng đẹp. Mà sao chị không bảo nó may cho vài bộ quần áo mới mà mặc? Ờ, con bé nó mua cho tôi nhiều quần áo, vải tốt mà màu cũng đẹp lắm. Nhưng mà tôi không có mặc, chỉ là tôi già rồi, ăn mặc sặc sỡ, sợ mọi người chê cười. Hơn nữa, cả ngày ở nhà làm công việc nhà nông, cho nên cũng không nỡ mặc loại quần áo tốt như thế. Thôi, tôi đi chợ đã không muộn mất, tối cô sang nhà chơi nhé. Dạ vâng. Mẹ ơi, con đi đây. Ừ, sao con về được có một ngày đã đi rồi? Ở nhà thêm ngày nữa rồi đi con. Thôi con có việc phải đi luôn, không ở lại được. Thì nghỉ lễ đợt tới con lại về. Ừ, khi nào con được nghỉ dài ngày á thì về. Chứ ít ngày quá, đi lại mệt ra con ạ. Con lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe. Công việc có bận thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi mà mẹ. Trẻ đã thuộc về Nguyễn Hồng Minh. Chà, thật vinh dự khi có một đứa bạn tài giỏi như bà đó nha. Tối nay tôi với bà sẽ đi ăn mừng, nhưng mà trước hết đi cùng tôi ra chợ vải một lát. Ok, vừa mới đạt được giải thưởng đã tức tốc chuẩn bị cho thiết kế tiếp theo rồi hả? Bà thấy tấm vải này thế nào? Màu già quá, con mắt thẩm mỹ của nhà thiết kế đi đâu mất rồi? Thì tôi chủ đích chọn cho người già mà. Tôi định mua để may cho mẹ tôi mấy bộ quần áo. À ha, ra thế. Cơ mà sao cậu không ra cửa hàng mà mua quần áo bán sẵn cho nhanh? Ngoài hàng bây giờ nhiều mẫu mã đẹp lắm. À ha, mẹ đi chợ về. Mẹ có mua gì cho con không ạ? Mẹ mua váy mới cho con đây nè. Kế thời trang, vậy mà chưa một lần sắm sửa cho mẹ được một bộ quần áo tử tế. Trước nay, mẹ chỉ toàn mặc loại quần áo cũ của người ta. Tôi thấy mình vô tâm quá. Lần này, tôi muốn dành số tiền thưởng đầu tiên của tôi để mua vải, tự tay mình may quần áo tặng mẹ. Ừ, tôi hiểu. Thế bà lấy tấm vải này đi, hợp với mẹ bà lắm đó. Ủa, bà vừa chơi già cơ mà. À, thì tôi cứ tưởng...
Mà đợt nghỉ lễ này nghỉ vài ngày, chúng mình đi đâu đó du lịch đi. Thôi, tôi đã hứa với mẹ đợt nghỉ lễ này về nhà rồi. Con mang cho mẹ mấy bộ quần áo mới, mẹ thử xem vừa không. Còn bộ áo dài khi nào mẹ đi có việc á thì mặc cho nó lịch sự. Ôi dào, con mai làm gì cho tốn kém, mẹ còn đầy quần áo, mặc có hết đâu. Mẹ, quần áo đó cũ hết cả rồi còn đâu. Mẹ chỉ ở nhà quanh quẩn sân vườn, chứ coi đi đâu đâu mà cần mới với chả cũ. Mẹ vẫn chả bảo luôn muốn con phải ăn mặc cho đẹp. Chúng ta dù nghèo cũng không thể để người khác chê cười. Chả nhẽ con là nhà thiết kế thời trang mà không may nổi cho mẹ mấy bộ quần áo sao? Ừ, mẹ biết rồi. Dạ, con bé nhà chị thật có mắt thẩm mỹ, sắm cho mẹ mấy bộ quần áo đẹp ghê cơ. Ừ, con bé tự tay thiết kế rồi tự tay may đấy cô ạ. À, không phải hàng mua ngoài chợ đâu. Con bé may mấy bộ quần áo liền, lại còn may cả áo dài nữa nè. Chị có phúc thật đấy, nuôi được đứa con vừa hiếu thảo lại vừa tài năng khéo léo nữa. Lời tiên đoán của nàng tiên cá. Tại một vùng biển rất xa, nơi những người ngư dân quanh năm sinh sống bằng nghề chài lưới, một hôm khi những ngư dân đang kéo lưới, chợt nghe thấy một tiếng hát ngọt ngào vang lên từ biển cả. Âm thanh du dương quá, không biết là ai đang hát thế nhỉ? Lưới nặng trĩu thế này, chắc là bắt được cá to lắm đây. 2, 3, lên nào! Một cô người cá, nếu đem bán cô ta thì chúng ta sẽ giàu to. Đúng thế, hãy bán cô ta đi. Khoan đã, cô chính là người vừa cất tiếng hát đó sao? Đúng, chính là tôi. Ồ, xin hãy tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ nói cho mọi người một bí mật của biển cả. Không được, nếu thả cô đi, chúng tôi sẽ lỡ mất một khoản tiền rất lớn. Xin hãy tin tôi, bí mật mà tôi sắp nói còn đáng giá hơn tiền gấp nhiều lần. Tôi tin cô ấy, ánh mắt của cô ấy rất thuần khiết. Chắc chắn cô ấy không nói dối chúng ta đâu. Thôi được, giọng hát của cô thật đẹp. Biển cả không có cô thì thật đáng tiếc. Chúng tôi sẽ thả cô ra. Cảm ơn các vị. Để đền ơn, tôi sẽ nói cho các vị một bí mật. Khoảng 10 ngày nữa, sẽ có một cơn sóng thần kéo đến, tạo thành một trận đại hồng thủy, nhấn chìm tất cả những làng mạc ở đây. Sóng thần, thật thế sao? Hãy báo với mọi người để tránh cơn đại hồng thủy đó nhé. Sau khi trở về, những người ngư dân nhanh chóng đến nơi ở của trưởng làng để báo tin. Họ kể lại toàn bộ sự việc với trưởng làng. Thưa trưởng làng, xin người cho chúng con biết nên làm thế nào bây giờ ạ? Đây là món quà thần linh đã ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ thu xếp lên núi để tránh nạn sông thần. Nhưng nhà con có mẹ già, mẹ con già yếu rồi. Trong khi núi non quá hiểm trở, việc leo núi e rằng quá sức với mẹ con. Nhà con cũng có cha già bị bệnh, không thể tự lên núi được. Nếu vậy, hãy thông báo với cả buôn làng. Chúng ta sẽ cùng làm một con đường lên núi để thuận tiện cho tất cả mọi người. Dù sao, từ nay đến trận đại hồng thủy cũng còn hơn 10 ngày nữa. Vâng, thưa trưởng làng. Trưởng làng thông báo sự việc với tất cả dân làng, đồng thời yêu cầu mọi người cùng góp sức làm đường lên núi. Dân làng nhất loạt đồng thuận nghe theo trưởng làng. Cứ như vậy, họ cùng nhau dốc sức chặt cây, dọn đá làm đường. Dù công việc vất vả, nhưng không một ai hé răng kêu than, chỉ chăm chú vào công việc. Người dân của những ngôi làng lân cận khi biết tin đều cười nhạo họ khờ khạo cả tin. Tôi nghe nói người dân của làng này tin vào lời của một con cá đi xẻ núi làm đường nên đến xem thử, hóa ra là thật. Đúng là rỗi hơi, trời nắng đẹp thế này thì lấy đâu ra sóng thần cơ chứ. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, mọi người hãy cùng nhau góp sức để con đường nhanh chóng được hoàn thành. Thôi, các cậu muốn làm việc ngớ ngẩn thì hãy làm một mình đi, chúng tôi không thừa hơi như thế đâu. Đúng vậy, chúng tôi còn phải lo làm ăn kiếm kế sinh nhai, không rỗi rãi để đào núi cho vui như các cậu. Phải rủ mọi người đến xem trò vui mới được. Mặc kệ họ, chúng ta hãy tin tưởng vào việc mình đang làm, cố lên mọi người. Bỏ qua những lời gièm pha của những người làng kế bên, những ngư dân chăm chỉ vẫn tiếp tục với công việc của mình. Thời hạn đến trận đại hồng thủy ngày càng gần.
những ngư dân ai nấy đều cố gắng hết sức để hoàn thành con đường. Hoan hô, thành công rồi! Khi con đường hoàn thành, họ nhanh chóng di chuyển lên núi trước thời hạn cơn đại hồng thủy bắt đầu. Chết rồi, có bão lớn, mưa to quá. Nhìn kìa, kia có phải là sóng thần không? Chết rồi, lên núi mau mọi người ơi. Nguy hiểm quá, sóng thần đến rồi kìa. Chạy nhanh lên mọi người ơi, sóng thần đến rồi. Chạy nhanh lên. Chúng tôi thật hồ đồ vì đã chế giễu mọi người. Nếu không có con đường này thì chúng tôi đã mất mạng rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thế là hết, tất cả nhà cửa của chúng ta đã bị nhấn chìm rồi. Mọi người đừng quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta còn sống thì việc gây dựng lại làng Mạc sẽ không phải là vấn đề quá khó khăn đâu. Trưởng làng nói đúng, chúng ta là người làm ra của cải. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì không có việc gì khó cả. Đúng thế, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại ngôi làng. Cố lên! Nhành hoa đánh mất. Bộ lông của mình lúc nào cũng tối xỉn, xấu xí làm sao? Sao mình lại thế chứ? Chẳng được duyên dáng như chị Thỏ Trắng, cũng chẳng nhí nhảnh như lũ sóc, thật bất công. Dừng lại đi, Thỏ Nâu đi. Lỡ chạm vào bạn ấy là bạn ấy gắt lên đấy, sợ lắm. Mặt cứ hầm hầm thật khó coi. Thỏ Nâu mặt xị mà lại. Thôi, đi kiếm quả đi, kệ người ta. Sao mọi người lại ghét mình thế chứ? Mình xấu xí quá đi mà. Ai thế nhỉ? Nín đi Thỏ Nâu, có chuyện gì mà làm em buồn thế? Em không sao, chị mặc kệ em. Chị đang kiếm hoa cho lễ hội mùa xuân sắp tới. Em muốn chị tặng em nhành hoa tuyệt đẹp này không? Xinh lắm, em hãy mỉm cười một cái đi. Em lại đây với chị. Em thấy không, trông em rất rạng rỡ. Chị nói thật không ạ? Thật mà, em vui vẻ thế này, trông em thật xinh đẹp. Em cảm ơn chị Thỏ Trắng nhiều lắm. Có phải Thỏ Nâu không ấy nhỉ? Đúng là bạn ấy rồi. Sao trông bạn ấy vui vẻ thế nhỉ? Cứ vui thế có phải sinh ra bao nhiêu không? Ừ, Thỏ Nâu xinh thế mà giờ mình mới nhận ra đấy. Ngày đẹp trời như hôm nay. La la la. Cháu chào bác gấu ạ. Ồ, Thỏ Nâu đây à. Cháu hôm nay trông xinh quá. Nụ cười của cháu thật rạng rỡ. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cảm ơn nhành hoa xinh xắn. Nhờ có mày mà chị đã trở nên đáng yêu trong mắt mọi người. Ôi, nhành hoa đâu rồi? Sao lại biến mất được nhỉ? Không lẽ... Mình không hiểu gì cả. Vậy là sao? Thỏ Nâu ơi, chị vào được không? Ôi, chị Thỏ Trắng, chị vào đi ạ. Nhành hoa chị tặng em cài trên đầu đã rơi trước khi em gặp mọi người cơ. Vậy mà lạ lắm. Hôm nay, ai cũng khen em xinh đẹp rạng rỡ khác hẳn mọi ngày. Em cứ tưởng là nhờ nhành hoa của chị. Thế thì em thử nghĩ lại đi. Là vì sao?
nhờ nụ cười của em đấy thôi. Ra là như thế, giờ em đã hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị Thỏ Trắng nhiều lắm. Từ nay hãy luôn vui vẻ như thế này em nhé. Nhất định rồi ạ. Thế mà bấy lâu nay mình để nụ cười này ngủ quên mất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.